Thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019, xã Tân Khánh Hòa thuộc huyện Giang Thành đã có những bước bứt phá phát triển toàn diện. Những tiêu chí trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới được thực hiện hiệu quả. Nhờ đó, đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp, các cơ sở kết cấu hạ tầng được đầu tư khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong vùng được cải thiện, an ninh trật tự vùng biên giới được giữ vững. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chuyển mình về đời sống kinh tế, văn hóa xã hội của xã Tân Khánh Hòa trong thời gian gần đây. Tân Khánh Hòa là xã biên giới thuộc huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, với diện tích tự nhiên hơn 5.000 hectare, dân số có 1.680 hộ, tập trung sinh sống chủ yếu ở các trục kinh Vĩnh Tế, Hà Giang và vùng Bắc Phú Mỹ, Nam Vĩnh Điều. Ngành nông nghiệp chủ lực của xã là trồng cây lúa. Những năm 2010 trở về trước, xã Tân Khánh Hòa là một trong những xã nghèo của huyện Giang Thành. Cơ sở hạ tầng chưa phát triển, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Giai đoạn 2010-2020, cùng với các địa phương khác của huyện Giang Thành, chính quyền và nhân dân xã Tân Khánh Hòa bắt tay vào việc thực hiện xây dựng nông thôn mới. Theo đó, xã đã tập trung triển khai các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp, thành lập các tổ hợp tác chăn nuôi, tổ hợp tác cánh đồng mẫu lớn, tổ hợp tác trồng màu và tổ hợp tác bơm tưới. Qua đó, hỗ trợ người dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, công nghệ sinh học vào trồng trọt, chăn nuôi. Việc hoạt động có hiệu quả của các tổ hợp tác đã mang lại những lợi ích đáng kể, từ đó tạo niềm tin cho nhân dân vùng biên cùng nhau phát triển kinh tế, có điều kiện đóng góp với địa phương xây dựng nông thôn mới. Cái riêng của cái hợp tác xã này thì nói gì vấn đề cái chủ trương mà cái hỗ trợ cái nguồn giúp đỡ cho hợp tác xã đó thì nó có rất nhiều nguồn, nhưng mà đây tôi đơn cử có mấy cái nguồn mà vừa qua mà giữa kể cả tỉnh rồi là huyện có hỗ trợ cho xã hợp tác xã này. Cái thứ nhất về cái vấn đề cái hỗ trợ cái vấn đề cái kinh phí mà mua cái trang thiết bị như là máy móc, là máy cài, rồi là máy là xạ cụm, rồi máy trang tia laser. Thì cái đó là cái hỗ trợ chung cái vấn đề cái cơ sở hạ tầng mà cái vấn đề cái trang thiết bị phục vụ công chức đó. Còn vấn đề hàng năm đều có cái mô hình coi như là trang bà hỗ trợ cho trang lắp mặt bằng, cái vốn là cho thành viên là trang bắp trang ủi đất đó, mặt bằng đồng ruộng đó, rồi cái hỗ trợ xạ cụm, rồi cái hỗ trợ thêm cái vấn đề cái vật tư giống như là cái thuốc sinh học đó để phục vụ cho cái sản xuất nông nghiệp cũng như là cái mô hình sản xuất kinh tế tập thể đó. Thì bà con ta thấy cái lợi ích là bao giờ cũng thấy cái kinh tế tập thể nó hơn hẳn cái cá thể. Ví dụ bây giờ mình làm là làm cái mô hình mà tập thể nó cái xạ đúng lịch thời vụ nè, rồi là coi như là chọn giống xạ giống có năng suất cao, rồi là coi như năng chọn giống có năng suất cao rồi giảm luôn cả cái chi phí, ví dụ mình là xạ cụm xạ thưa. Thì cho nên từ đó thì coi như bà con thành viên á, lúc đầu thì có 14 thôi, người ta thấy được cái mô hình mà coi như làm ăn như vậy á thì bà con tự động ta viết đơn tự nguyện ta xin vô. Vừa qua cái xã này cũng là cái xã đầu tiên của cái huyện Giang Thành là cái nâng lên cái nông thôn mới, mà vừa rồi là coi như đã công nhận là cái nông thôn mới đạt 2 rồi. Tôi có đi dự đó. Thì nói chung cái xét cái tiêu chí mà nông thôn mới thì cái đối với cái hợp xã này nó đóng cái vai trò là cũng tương đối là lớn, cho nên đối với cùng với đảng ủy ủy ban mình là đóng góp với bà con là coi như nâng cái hộ hợp xã này không có hộ nghèo, mình nâng lên luôn. Coi như là cùng với đảng nhà nước và mình đó là những cái tiêu chí nào của hợp tác xã đằng này tôi thực hiện là đúng theo như vậy. Tính đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã Tân Khánh Hòa giảm còn 3,27%. Khi đời sống người dân cơ bản được ổn định, bà con cùng bắt tay làm đẹp quê hương. Mỗi phần việc, mỗi công trình được xây dựng lên đều bám sát người dân, phục vụ cho lợi ích xã hội. Ở đây, phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm được phát huy. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã đã huy động các nguồn lực khoảng 107 tỷ đồng, tập trung cho đầu tư xây dựng lộ giao thông nông thôn, nhà ở. Song song đó, bà con đã tự giác xây rào trồng cây xanh, tạo cảnh quan sạch đẹp. Ngoài ra, các thiết chế văn hóa thể thao phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân được quan tâm đầu tư, tạo một sức sống mới cho xã vùng biên giới. Cơ bản thì trên địa bàn xã Tân Khánh Hòa chúng tôi có 7 ấp, thì mỗi ấp đều có một nhà văn hóa riêng để cho người dân tham gia sinh hoạt cộng đồng. Đặc biệt là trên địa bàn xã có một trung tâm văn hóa của xã để cho bà con tham gia sinh hoạt cộng đồng.
Thì trong năm 2020 thì chúng tôi có được cái quyết định của Ủy ban nhân tỉnh là công nhận cái xã Tân Khánh Hòa là đô thị loại 5. Là trong năm 2020 thì chúng tôi cũng có công bố cho bà con trên địa bàn xã nắm thêm. Hiện tại thì xã Tân Khánh Hòa là cái đô thị loại 5. Và theo cái nghị quyết của Đảng bộ huyện là phấn đấu đến năm 2025 thì Tân Khánh Hòa sẽ nâng cao lên, sẽ thành thị trấn. Tiến trình xây dựng nông thôn mới của xã Tân Khánh Hòa là một hành trình xứng đáng khi phát huy tốt sức mạnh đoàn kết từ nhà nước và nhân dân. Qua đó, diện mạo nông thôn vùng biên giới từng bước khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng ổn định, sung túc.